chào các bạn. Đó là ba con điên. Ơi. Thank you. I smile. Đây mình vừa mới đi chụp ảnh kỷ niệm về. Bao giờ tới? Từ tháng sau gọi. Nhìn này cuối chiếc mê ly luôn. Chú rể xấu nhỉ? Đâu, xấu thì chú rể xấu thật. Chú rể xấu thật đi. Ơi, chồng á. Ừ, tớ bỏ cuộc chơi cậu ạ. Thế cái độc thân rồi. Trời ơi, cậu thuê áo bao nhiêu tiền một bộ ấy? 50 cậu ạ. Đéo. Thuê đâu thì nó mặc sướng như cái bụng của nó kìa. Anh cho bảo vào. Bác Kiến, chúng tôi vừa đi chụp ảnh về. Bây giờ về ạ? Tớ về rồi. Tôi chỉ đi về thôi, cũng mở lại lên núi rồi. Thì mình thấy rất là mệt. Mà bà có thấy mệt không? Mệt qua đi mà. Chỉ thấy đói đâu, thấy mệt đâu. Mà chúng ta đi vô thân quan trẻ ăn nhà nha. Đói vậy. May quá hôm nay có việc điều may mắn nhất cuộc đời của mình. Đó là hôm nay mình đã đeo được cái đôi tổ ong đi. Tổ ong thì mình phải đi. Đó là mày đừng nói nữa rồi ạ.